Dạ, shop Thanh Trật Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay em có về một số đồ gốm, đồ đồng và bộ bàn để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 1A đầu tiên hôm nay thì em có một bộ bàn trường kỷ. Là ba món, hai cái ghế và một cái bàn. Chất liệu của nó là gõ đỏ. Hàng thì liền lợt và lành lặn luôn. Đó. Cái này cái ghế của nó đây. Đó ghế thì cái bên hông ghế này hai bên hông với bên hông ở phía sau này thì người ta được chạm và đục đây là những chú chuột ở trên này là những con cá nha quý cô chú và anh chị trên này những con cá phía dưới này cũng là những con cá luôn người ta ta chạm và đục thủ công tay nha quý cô chú và anh chị à, để em đo thông số chiều cao của cái ghế này là 95 mươi chiều dài của cái ghế này là một mấy 92 đó là phủ bì còn lòng của cái ghế này là một mét 8 chiều sâu vô của cái ghế là 47 đó là thông số của cái ghế văn gỗ của nó là tự nhiên luôn nha quý cô chú và anh chị rồi cái mặt bàn bàn này cũng vậy à, mặt bàn của nó là văn gỗ tự nhiên luôn à, bên không bàn của người ta cũng chạm và đục những chú cá bên hông bàn chiều cao của cái bàn này là 77 chiều dài của cái bàn này là một mét năm chiều ngang của cái bàn này là 56 đó là thông số của cái bàn rồi mã số 1A đầu tiên hôm nay em giao lưu giúp quý cô chú anh chị bộ bàn trường kỷ này, chất liệu của nó là gõ đỏ này 38 triệu, em bao phí xếp toàn quốc cho cô chú và anh chị. Shop thanh trực ở phường Thới Hòa, quận Ô thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số zalo và facebook của em. Rồi mã số 2A này thì em có một cặp đôn, chất liệu của nó là gõ đỏ luôn. Trên mặt đôn thì nó có một miếng đá. Còn xung quanh cái đông này thì người ta được chạm và đục những bông mai Chạm và đục thủ công tay nha quý cô chú và anh chị Hàng thì liền lạc và lành lặn luôn Chiều cao của cái đông này là 53 Ngang cái mặt đông của mình đó là 34 Ngang cái miếng đá ở trên cái mặt đông là 22 Đó cái đông này ở dưới này nó cũng có một cái tầng ở dưới này nữa nha quý cô chú và anh chị rồi mở 2A này em giao lưu với quý cô chú anh chị cặp đông Chất liệu gõ đỏ này là 5 triệu Em bao phí xếp toàn quốc cho cô chú và anh chị Rồi mở số 3 này Thì em có được 5 cái dĩa Hàng gốm tàu Đó, Hàng thì liền lọt và lành lặn luôn nha quý cô chú và anh chị Rồi, Em bao hàng cho quý cô chú và anh chị luôn Ngang của cái dĩa này là 26 sáu rồi mã số 3A này em giao lưu với quý cô chú anh chị, 5 cái dĩa hần gốm tàu này 800 ngàn, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 4 này thì em có được 5 cái dĩa hờn gốm nhật Hần thì liền lọt và lành lặn luôn Trước đế của nó có mọc đây Ngang của cái dĩa này là 19 19 rồi mã số 4A này em giao lưu với quý cô chú anh chị năm cái dĩa hờn gốm Nhật này 800 000 Em bao phí xét cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 5A thì em có được năm cái dĩa hờn gốm tàu, dĩa bông mai. Hờn thì liền lợt và lành lặn luôn nha quý cô chú và anh chị. Nước men lên rất là sớm luôn. Ngang của cái dĩa bông mai này là 11. Rồi mã số 5A này em giao lưu với quý cô chú anh chị năm cái dĩa hờn gốm Nhật bông mai này 400 ngàn em bao phí xét cho quý cô chú và anh chị rồi mở số 6 thì em có một cái dĩa pha lê này Đó, hàng thì liền lạc và lành lặn luôn nước men rất là sáng luôn chiều cao của cái dĩa này là 4 phân ngang cái dĩa này là 20 phân rồi mã 6A này em giao lưu cho quý cô chú anh chị Cái dĩa pha lê này 300 ngàn Em bao phí xét cho quý cô chú và anh chị Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939 663 557. Đó là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 7A này em có một cái tô hòn gốm tàu. Hòn thì liền lọt và lành lặn luôn. Nước men rất là sáng nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái tô này là 6 phân. Ngang cái tô này là 19 sân. Rồi mã số 7 này em giao lưu với quý cô chú anh chị. Cái tô hòn gốm tàu này 500 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 8 này thì em có được chục cái chén pha lê này Hồng thì liền lọt và là lặn luôn Nước men rất sáng nha quý cô chú và anh chị Chiều cao của cái chén này là 5 phân Ngang cái chén này là 12 sân rồi mã số 8 a này em giao lưu với quý cô chú anh chị một chục chén này 500 000 ngàn em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 9 này thì em có được 5 cái ly pha lê này. Hơn thì liên lạc và lạnh lặn luôn. 5 cái ly này rất là dễ thương nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái ly này là 10 phân. Ngang của cái ly này là 5 sân. Rồi mã số 9 này em giao lưu với quý cô chú anh chị năm cái ly pha lê này 400 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 10 Thì em có được bốn cái ly pha lê này Cái này là cái ly nhỏ Đó. Nhìn rất là đẹp nha quý cô chú và anh chị Nước men của nó rất là sáng luôn Còn cái ly này nó hơi bự hơn một chút hai màu Một màu đỏ và một màu tím Một màu, màu xanh nha quý cô chú và anh chị Chiều cao của cái ly nhỏ này là 5 phân Đường kính ngang của nó cũng là 5 phân luôn Còn chiều cao của cái ly lớn này là 6 phân Đường kính ngang của nó là cũng là 6 phân luôn Rồi bốn cái ly pha lê này em giao lưu với quý cô chú anh chị 200 ngàn Em bao phí xét cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 11 này thì em có được ba cái ly hờn gốm tàu này Hần thì liên lạc và lành lặn luôn Nước men rất là sáng nha quý cô chú và anh chị Chiều cao của cái ly này là 8 phân Ngang của cái ly này là 6 phân Rồi mã số 11A này em giao lưu với quý cô chú anh chị ba cái ly hần gốm tàu này 500 ngàn Em bao phí xét cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 12A này thì em có một bộ tách trà Gồm 6 cái ly và 6 cái dĩa Nó không có bình trà nha quý cô chú và anh chị Đó. Hần này là hần gốm nhật nha quý cô chú và anh chị hàng liền lạc và là nhưng mà nó có một cái ly này ở cái chỗ này nó có một mẻ một miếng chút xíu ở chỗ đây ngang quý cô chú anh chị mình ở bên trong mình nhìn thấy chứ còn bên ngoài thì mình không có nhìn thấy nha quý cô chú anh chị tại vì hàng thì có sao em báo với quý cô chú anh chị được rõ vậy chân đế của nó có mọc đây này là cái dĩa của nó nước men lên rất là sáng nha quý cô chú anh chị chiều cao của cái ly này là 6 phân ngang cái ly này là 7 sân ngang của cái dĩa của cái ly này là 14 sân rồi mã số 12A này em giao lưu với quý cô chú anh chị bộ tách trà này 700 ngàn em bao phí xét cho quý cô chú và anh chị rồi mã số 13 này thì em có được cái bình bông à, hòn gốm nhật bên trong này chân đế của nó đây. hòn thì liền lọt và là lặn luôn Chiều cao của cái bình này là 26 Ngang cái miệng bình là 8 phân chu Huy quỳnh bụng của nó là 50 mẫu Rồi mã số 13A này em giao lưu với quý cô chú anh chị Cái bình bông này 1 triệu Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 14 này em cũng có một cái bình bông này Hàng gốm tàu này Đó. Những cái bông hồng nhìn rất là dễ thương nha quý cô chú và anh chị Chiều cao của cái bình này là 30 Chiều dài của cái bình này là 18 Ngang lại của nó là 11 Rồi mã số 14 này em giao lưu với quý cô chú anh chị Cái bình bông này 900 ngàn Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Shop Thanh Trực Ở phường Thới Hòa của Ngô Môn Thành phố Cần Thơ Số điện thoại của em là 0939 Đó cũng là số zalo và facebook của em Rồi mã số 15A này Thì em có một cái gốc xúc gạo ngày xưa Nghe quý cô chú và anh chị Đó chất liệu của nó là bằng đồng là cái 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 gáo này còn chỗ này thì nó bằng sắt tay cầm của nó thì nó bằng gỗ nha quý cô chú và anh chị chiều dài của cái gáo này là 48 ngang lại của nó là 11 cân nặng của nó là 700 g rồi mã số 15A này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái gáo xúc gạo này là 1 triệu em bao đến bóng và em bao phí xếp Rồi mã số 16 này thì em có một cặp yên ương Chất liệu của nó là bằng đồng Hơn thì liền lọt và lành lặn luôn Này là một con đực và một con cái nha quý cô chú anh chị Chiều cao của cái con cái này là 10 phân Chiều dài của con cái này nó là 24 sân Chiều cao của con đực này nó là 14 sân Hai con này cân nặng của nó là 2,4 kg đó. Rồi mã số 16A này em giao lưu với quý cô chú anh chị Cặp yên ương này 2 triệu Em bao đánh bóng và em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 17 thì em có cây đèn Chất liệu của nó là bằng đồng hòn thì liền lọt và lặn luôn Chiều cao từ ống khối mà xuống tới chân đế là 51 Từ miệng đèn mà xuống tới chân đế là 31 Chu Huy Quỳnh bụng của nó là 43 Rồi mã 17 a này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái đèn này 3 triệu Em bao đánh bóng và em bao phí xét cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 18 này em có cây đèn này Cái đèn này thì ống khối của nó là có logo Đó, thì liền lọt và là lặn luôn Cái đèn này thì mình đựng được một lít dầu nha quý cô chú và anh chị Chiều cao từ ống khối mà xuống tới chân đế là 55 Từ miệng đèn mà xuống tới chân đế là 30 máu. Chú Huy Quỳnh bụng của nó là 43 Rồi mã số 18A này em giao lưu với quý cô chú anh chị Cái đèn này là 3 triệu Em bao đánh bóng và em bao phí xét cho quý cô chú và anh chị Rồi mã số 18A cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay Thì một lần nữa em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị Trong suốt thời gian qua đóng hộ shop của em Thì cuối clip em mến chúc quý cô chú anh chị Được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống Vậy em cảm ơn